Okay. Hello everybody, I'm here live at An Lâm Ninh Bay. Buổi sáng nay chúng tôi đã thức dậy từ 6:30 sáng và cả đoàn chúng tôi gồm mười mấy người chúng tôi đã đi ra ngoài bãi biển và tập yoga, và bây giờ chúng tôi chia ra thành 4 nhóm. Mỗi nhóm của chúng tôi sẽ 3 nhóm. Mỗi nhóm của chúng tôi sẽ đi vòng xung quanh và tập thể dục 3 lần chạy vòng xung quanh này, và mỗi một cái station thì chúng tôi lại làm các bài tập khác nhau. Team của chúng tôi gồm có tôi, Thành Đào, gồm có chị Bên Ly, gồm có chị Diễm Quỳnh và Hà Đỗ. Team của chúng tôi có vẻ hơi chậm hơn so với cả các team đội bạn, nhưng mà chúng tôi vẫn đang cố gắng quyết tâm. Đi hả anh? Hiện tại là chúng tôi đang đi đến station thứ nhất của vòng thứ hai, chúng tôi phải làm 3 station liền, nên là đã bắt đầu mệt mỏi rồi. Bây giờ thực ra tôi chỉ muốn đi để chơi với hoa với lá thôi, chỉ muốn đào tẩu thôi, nhưng mà không ai cho. Anyway, I will update you later with lots of news. Now I'm really tired. This is our first station in the second round, so here we go. Our team Jaguar, we're gonna lose.